trên nẻo đường thiên lý. 2. Anh không còn gì để mất. Hãy thử buông tay một lần, nghĩa là làm cho mình rớt vào trạng thái tâm đang quan sát, thì sẽ thấy chúng ta không có gì để mất. Thử quán chiếu xem, chúng ta mang theo cái gì đến trần gian này? Quả ra, không có chi cả, chỉ có một hình hài trần trụi không mạnh dạn che thân. Thế rồi, theo tháng năm, ta đắp vào đời sống mình bao nhiêu thứ phức tạp để che đậy. Cuối cùng khi ra đi, bắt buộc phải bỏ lại hết, chỉ còn lại một linh hồn, nói theo ngôn ngữ đời thường, chứa chất bên trong nó là những hạt giống buồn vui, hờn giận, ghét thương, một dòng nghiệp thức ác và thiện, được ta bám chặt cho nó là mình, nên trôi miệt mài trong sinh tử. Thế nên, ngay bước cạn nhất khi chúng ta hiểu ra, mình không mang gì đến trần gian này, đủ để cho ta bỏ đi những gánh nặng sầu đau. Vậy, ngộ đạo có nghĩa là chúng ta nhìn ra nỗi buồn, niềm vui này, sự ưu tư phiền muộn này, với nghĩ suy tự hào kiêu ngạo, cùng trầm cảm, bất an, tuyệt vọng. Tất cả những nội dung chứa trong tâm hồn đều không phải là ta. Đơn giản, nó chỉ là những sở hữu mà ta tạm mượn để vào chơi trong cuộc tự sinh. Hãy thử một lần buông sạch nhãn, chỉ còn lại một thể tâm trong làn chiếu sáng hiện tiền. Nhìn thấy mọi đối tượng đang cất chứa nơi tâm mà không đồng nhất mình vào nó, tức thì ta thể nghiệm được tri kiến Như Lai bất động hiện tiền. Không cần phải công phu mà vẫn đạt diệu quả giải thoát ngay tức khắc.